Cho mấy bà cá ăn nè, vui lắm mọi người. Mấy bà ăn cái cần câu giật 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 luôn. Mấy con cá bảy màu này rỉa y chang như mấy con cá lòng tông luôn. Cho cá ăn thì tôi tưởng đâu múc cám bỏ vô hồ cá là nó ăn thôi chứ. Vậy mà anh Đạt còn bà trò câu cá câu ơ đồ nữa. Tưởng đâu thú vị lắm á, mà ai dè thú vị thiệt. Đang nằm ngủ trưa mà thấy được clip đó cái bắt đầu ngồi dậy kiếm chuyện làm liền. Tính tôi thấy gì lạ lạ vui vui là bắt trước à. À thì chọn 3 muỗng cám trộn tơi mừ với 1 muỗng atomi sấy khô. Thêm miếng nước dò dò bóp bóp một tí là nó thành cái cục như thế này nè. Như vậy là dán vô thành hồ cho cá ăn là đủ thú vị kìa. Mà nay bắt trước anh Đạt làm cái cần câu cá cảnh coi như thế nào ha. Ai làm được thì tôi cũng làm được chứ bộ. Cái bọn này nó bu lại ăn một hồi cái tôi dở cần câu lên cho bay không thấy đường kiếm ăn luôn á. Dở dở mấy cái gớt luôn cục cám chán thiệt chứ. Tới mấy bà coi get e này à, thì cũng bu lại ăn đó mà ghẻ ghẻ mấy cái bỏ đi à. Tại lúc nãy cho nó ăn no rồi. Tới cái bầy cá chiến hạm miền Tây của tôi nè, nó ăn mà như mấy cại vậy đó, gầm gầm luôn, bu lại ghẻ tưởng đâu gớt cục cám luôn rồi chứ. Còn cái lũ heo nước này thì khỏi nói ha, cá ăn như heo là có thiệt á. Mà cái bà heo khổng lồ đó bá húp húp tưởng đâu mấy con cá con vô miệng bá hết luôn rồi chứ, ghê thiệt.